mà mẹ Nga bắt đầu dùng cái máy lọc nước này, không biết là sếp cảm thấy như thế nào? Nó có một cái đặc biệt các bạn. Mình thì dân khoa học, mình không nói kỹ thuật đâu. Mình chỉ nói cái cảm nhận thôi. Cái nước này các bạn, nếu các bạn đã dùng, nó hay ấy, là nó uống tại vòi. Thế thì các bạn biết là rửa rau, vo gạo mình vẫn dùng nước máy. Nhưng mà cái nước để nấu cơm và nấu canh và uống như này các bạn, là mình vặn cái vòi á, nhấn cái nút đó, vặn cái vòi vô đây là uống luôn. Thì á, lúc đầu á, mình chỉ để ý đến gọi nó gọi là cảm nhận thôi. Thì các bạn biết là cái nước mà nước chai mà Nam Phương mua ấy, lúc đầu là tinh khiết nha, mình nghĩ là tốt lắm rồi đấy. Nhưng nếu các bạn đã dùng cái nước của cái máy lọc nước Ecosphere rồi á, thì khi bạn uống nước chai không uống được. Thứ nhất là nó nhạt, thứ hai là nó vẫn chát chát thế nào ấy. Cái vị nó rất là khó tả. Trong khi cái thằng này nó là một cái vị ngọt mà tinh khiết. Tức là nó sạch mà mình cảm giác được cái sự tinh khiết của nó. Đấy là nó gọi là cảm nhận về mùi vị, về cảm xúc trước. Nhưng mà khi mình nghiên cứu á, thì nó có được những cái công nghệ nó giúp cho mình. Đặc biệt các bạn, từ hồi mà dùng cái nước này gia đình mình không có đau bụng đâu. Tại sao? Bởi vì không phải là lọc những cái cặn vớ vẩn đâu. Các bạn biết là lọc đến cả những cái phân tử nhá, rồi là kim loại nặng như là chì, như là cái gì. Và các bạn biết lọc đến cái gì không ạ? Lọc vi sinh vật hóa học. Thì mình ấy là kỹ sư hóa thực phẩm mà, mình nghiên cứu về vi sinh rất là nhiều. Thì những cái vi sinh đó các bạn, nó vô á, nó làm chính là làm cho mình rối loạn tiêu hóa đó. Đấy, chưa kể là của mình họ thường xuyên là bị bón đúng không? Hồi xưa mình nói đấy, 55 năm bị à. Đó, cho nên là mình dùng nước gì vô cũng có vấn đề hết. Đến nỗi mà cái chị Nga mà chủ tiệm thuốc á, chị bảo là chị Nga chỉ cần rối loạn tiêu hóa là biết ngay cho thuốc gì. Tức là thấy mình đau bụng, gọi điện là em cho người mang cái thuốc vô cho mình á, thuốc tây á, thì là người ta đã biết là mình bị bệnh gì rồi. Nó gọi là mãn tính. Cho nên là cái này nó kéo thường xuyên. Nhưng mà từ hồi mình dùng cái này thật sự mình không có đau bụng nha. Mình nó tinh khiết, giảm thiểu vấn đề đó. Trời ơi, sướng quá thì đâu. Rất là hay. Và sáng sếp Nga đang nói ở đây, Phương nói sơ về cái máy lọc nước. Máy lọc nước này là có một cái lõi ở bên trong cả nhà. Nhưng mà nó đã được xử lý xong hết rồi, cho nên là mình không có thấy. Đối với mình nó chỉ là một cái lõi màu trắng thôi. Và sau khi mà lọc được khoảng 5.200 lít nước hoặc là sau khoảng 1 năm mà mình đã sử dụng, bao giờ mà máy nó báo, máy thông minh lắm. Chút nữa Phương chỉ cả nhà xem. Bây giờ máy báo thì mình thay cái lọc thôi. Đúng rồi. Dạ, chứ mình không có nhìn máy được. Báo tức là khi cái đèn nó đỏ các bạn. Đúng đấy rồi. Thì tức là một là 5.200 lít nước. Yeah. Hai á là cái thời gian có thể là 1 năm hay nhiêu đó. Yeah. Thì đèn đỏ tức là mình thay cái lọc ở trong. Tức là rất là dễ. Mà như chị Thu nhà mình còn đi lắp cho khách hàng có 2 phút à. Oh, rất là dễ. Lắm. Chút xíu mọi người sẽ được xem. Yeah. Yeah. Nhưng sáng nay mình nói về là ở đây có tới là 4 cái lõi lọc. Thật ra là 3 lõi lọc và một cái đèn. Đèn tia cực tím, UV lạnh đó. Thế thì cái lõi lọc đầu tiên đó cả nhà, là nó là một cái màng mà nó xếp lớp như là cái đàn accordion ấy. Ở đây các anh chị nào biết cái đàn accordion không ạ? Nó xếp lớp không biết dễ sao. Cứ lật ngược đây. Xếp ra xịn quá đó. Đó, dân khoa học có khác là cái xếp lớp accordion đó là gì ạ? Trước tiên đó là sẽ lọc những cái là tạp chất mà nó là bẩn. Đúng rồi, hoặc là hạt lớn. Đó, những cái dạng mà kích thước nó rất là lớn, kiểu như là lỡ có hạt bụi nó lỡ đất vô hay là có viên đá cát mà 1/10 của hạt cát ấy, nó cũng gọi là lớn các bạn. Chính đấy. Xác. Dạ, thì đó là cái lớp đầu tiên sẽ lọc cái đó. Cái đấy là sỏi thận nó không? À, cái đó cái là sỏi thận đó. Đúng rồi, gây ra kinh. Cái thứ hai đó các anh chị là sẽ có một cái khối than hoạt tính. Đúng rồi, mà đã nén chặt lại rồi. Chặt lại rồi. Đó. Thì cái đó nó sẽ lọc thêm cho mình là các cái chất mà nhỏ hơn. Đúng rồi. Đúng rồi, kích thước nó bé hơn. Rồi và nó lọc được chì. Dạ đúng rồi. Nó lọc được những cái hóa chất đấy các bạn. Kim loại nặng. Đúng rồi, kim loại nặng. Và clo. Thế thì có một cái khái niệm rất là thú vị, hồi đó mình không để ý, tới lúc mình nghiên cứu về nước mình mới hiểu đó cả nhà. Nếu như mà nước của mình mà bị nhiễm kim loại nặng, chì rồi các cái chất kim loại nặng đó mà mình lại đem đi đun, trời đấy cái chỗ thì đó hóa học ở đây đúng không ạ? Thì khi đun thì cái gì bay cả nhà? Nước nó bay hơi. Đúng rồi. Nhưng mà kim loại nặng nó có bay không ạ? Không bay. Không, tại nó nặng mà. Đúng rồi. Rất nguy hiểm là nếu nước nhiễm kim loại nặng mình không biết, mình đem đi đun, mình nghĩ rằng là đun xong là an toàn, nấu chín đúng không ạ, nước sôi là uống được. Không, thật ra như thế là gì ạ? Cái hàm lượng lắng xuống ấy. Cái hàm lượng của kim loại nặng ấy nó còn đặc hơn, tức là nó còn nhiều hơn. Đúng rồi, nó đậm đặc lại. Đậm đặc hơn so với lúc trước. Là thành ra làm hại. Đúng không ạ? Đó, nên cái đó rất là thú vị mà lúc trước mình không có biết. Rồi một cái màng thứ ba, đây, Phương có thông tin, Phương đọc cho các anh chị luôn. Đó là có một cái màng là chất đặc biệt tên là PS cả nhà ha, polyester sulfone. Đó, màng này là nó có các cái lỗ siêu nhỏ các anh chị. Đâu đó từ 10 nano nanomet. Nano là nó còn dưới hồn. Mili nữa. Yeah. Nó dưới micromet luôn. Nano là siêu nhỏ ha, từ 10 nanomet cho đến 100 nanomet. Đó, cho nên là gì ạ? Đến giai đoạn này là nước tinh khiết ấy là cứ thế là chảy qua. Sạch lắm rồi đó. Bất kỳ cái gì mà không phải nước là nó sẽ bị giữ lại.
tại vì tới 10 nanomet là siêu nhỏ vô địch luôn, thì kiểu gì nó cũng bị giữ lại đó. Và đây chính là cái chỗ mà vi sinh, các chất vi sinh là sẽ được lọc ra hết đây. Hay quá. Các cái gọi là thực thể vi sinh thì đúng là chất đúng không? Và cuối cùng chưa đủ. Không lẽ ra các nơi mà được như này là mừng lắm. Ba lớp này là quá kinh rồi đúng không? Quá kinh rồi. Công ty mình không dừng ở đó. À, công ty làm thêm một cái đèn tia cực tím. Gọi là đèn tia cực tím lạnh. Và đèn đó thì dùng để khử gì các anh chị? Khử virus và vi khuẩn. Trời ơi, đặc biệt E. coli đấy, mấy mẹ nói đấy. Nếu các bạn biết không, nó là tia cực tím và tia cực tím lạnh. Đúng. Vậy thì giữa cái tia cực tím nóng với lạnh nó khác nhau các bạn. Yeah. Đấy, rất là hay. Và cái đèn tia cực tím lạnh này của mình, tất cả nhà, là đã được thiết kế để làm gì ạ? Cái đèn này nó không có nằm ở trong lõi các anh chị nha. Cái đèn này nó nằm theo cái máy. À, cái lõi anh chị rút ra đó là cái lõi đó, nó là ba cái lõi hồi nãy Phương vừa nói xa. Thôi cái đèn nó nằm theo cái máy, và đèn này là đã được thiết kế bằng một cái vật chất đặc biệt để làm sao ạ, nó sẽ bền trọn đời. Hay không quá. Bao giờ hỏng và không bao giờ phải thay luôn. Cho nên là cái đèn nó không bao giờ phải thay hết á, và mình thay là thay ba cái lớp lọc kia. Tại vì sao? Rõ ràng theo thời gian những cái lớp lọc đó giữ lại rất là nhiều những cái tạp chất, rồi khử đi các cái kim loại, rồi khử đi vi sinh vật cho mình. Nhưng mà lẽ đương nhiên là sẽ tới lúc nó bị bão hòa đúng không ạ? Cái hiệu quả của cái gì nó sẽ chậm đi và yếu đi theo thời gian thôi. Cho nên là định kỳ mình thay thì đảm bảo là cái nước mình uống nó là tinh khiết 100%. Hay lắm. Hey, nói về cảm xúc đó các anh chị, là Phương có những người bạn rất là khó tính. Bao nhiêu anh chị ở đây trong nhóm bạn bè của mình có những người bạn khó tính như vậy ạ? Khó tính ở chỗ là gì? Đối với họ cái gì cũng phải là tiêu chuẩn cao nhất. Còn không không dùng. Yeah, mà họ rất là hiểu biết. Những cái người bạn mà ví dụ anh chị có đặt mua đồ ăn tặng ấy, cũng phải rất là suy nghĩ. Đôi khi nó còn không ăn ý. Yeah, phải cân nhắc là ok, bây giờ cái hãng này nó có đủ sang chưa? Chứ mà mình đặt bậy bạ đôi khi nó không ăn đúng không? Thì Phương có những người bạn khó tính như vậy các anh chị. Mà tới nhà Phương ăn uống tiệc tùng, đôi khi mọi người là uống bia, uống rượu, uống coca đồ. Họ không uống bất kỳ những cái thứ nước gì như thế cả. Họ chỉ xin nước lọc thôi. Và khi mà Phương đem nước lọc là Phương lấy từ vòi, xong Phương đựng mấy cái chai này. Tại vì Phương thích uống lạnh, nên sau đó mình bỏ tủ lạnh uống á. Thì mình đem ra mình rót cho họ, thì các anh chị biết họ phải thốt lên một câu gì không ạ? Họ phải nói là ồ, nước lọc nhà Phương ngon quá. Họ đâu có biết là tại vòi à? Yeah. Tại Phương nó để vào trong cái chai. Yeah. Cho nên người ta không biết. Đúng rồi. Đấy. Và mình nó ngọt ở cái chỗ đó đó các bạn. Và tại vì mình được uống, mình được uống ở nhà mình 2 năm nay mình quên. Quen nó quen rồi. Không để ý. Ồ, tự nhiên khách tới khen nước ngọt nhà Phương ngon quá. Và lại là một đứa khó tính. 10 điểm. Cho nên bây giờ chúng ta cùng ra chiêm ngưỡng lại cái máy. Và trong lúc chúng mình ra chiêm ngưỡng máy, nếu mà cả nhà mình á có bất kỳ cái câu hỏi thắc mắc hay là băn khoăn gì thì có thể đặt để cô Nga và Nam Phương sẽ giải đáp cho cả nhà nhé. Đây. Để mẹ cầm lấy lớp câu hỏi. Dạ, để mẹ Nga xem, để mẹ Nga xem comment giùm cho con. Đây. Đây chính là cái máy lọc nước của nhà mình các anh chị. Đó. Có ai nhận ra cái hộp này không ạ? Đạm tinh sạch trim sạch. Cô Hồng Liên là nhận ra đấy. Cô Hồng Liên đang dùng là nhận ra đúng không ạ? Đây. Và đây mẹ Nga là còn đem cái này sang đây, chia bạn sẻ với các anh. Cái này hay không? Đó. Đây chính là gì cả nhà? Chip. Đây là những cái ống nối đấy. Đúng rồi. Giữa cái vòi nước và cái máy. Sáu cái đầu khác nhau. Sáu cái đầu khác nhau để làm sao ạ? Đảm bảo là cho dù cả nhà mình dùng cái loại vòi nước nào thì cũng lắp vừa. Tức là nhà của bạn đang có cái vòi nào thì những cái này nó cũng lắp vừa. Lắp trong vòng có 2 phút thôi. Đó. Để làm sao? Đấy, đó chính là cái đây Phương mở đây cho cả nhà nha. Đó, cái đó chính là cái đầu chuyển tiếp với lại vòi nước của Phương là các anh chị. Đó. Mẹ Nga lấy cái ly đó. Thì đây là cái máy của mình ha. Thì cái dây này thì nó hơi to, hơi dài, nhưng mà Phương nhờ người nhà đó lắp cho Phương cái này nè. Cố định lại cho nó đỡ vướng. Và đây, bây giờ mình biểu diễn đó là nước máy. Đó, cả nhà thấy này. Đó, màu xanh ở chỗ là vòi nước máy không? Cho nên là mình mở ra thì nó là nước thường. Và cái dòng chảy nó nhanh, nó mạnh. Và bây giờ mình muốn uống nước lọc thì mình bấm nút này. Thế bắt đầu con chiếu vào đây. Và ở đây này. Đó, nó lên đèn UV cực tím lạnh đó các anh chị. Nó đang bắt đầu lọc đấy ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ uống ở đây các bạn. Và đây, đó. Và mình sẽ uống trực tiếp này các bạn thấy nhá. Đây chứ ạ. Chưa đầy rồi, đây. Ok, đây. Phương tắt đi thôi. Đây chính là cái nước mình vừa hứng đúng không? Uống luôn. Tức là nó còn an tâm hơn là mình uống nước tại vòi theo kiểu của Sinh hay là của Mỹ. Cả nhà có biết là đi Sinh với đi Mỹ là hay uống trực tiếp từ vòi nước không? Trời ơi, nhưng Phương không bao giờ dám cả nhà. Tại tôi... nước vòi nước máy trông thế mà bẩn lắm. Dạ, tôi ra đến nước ngoài tôi vẫn mua là nước đóng chai như thường. Nhưng mà chỉ có ở đây thôi. Thì cả nhà thấy rất là gọn. Rất là gọn, cái chỗ này của mình chưa đến một, chỉ khoảng một gang tay này các anh chị, đó rất là gọn. Còn chiều cao này con này, 1 này,
hai là khoảng bốn mấy phân. Dạ, hai găng tay rưỡi. Đó. Gọn đúng không ạ? Cắm điện vô là xong. Nhưng mà nó rất lịch sự nhá. Dạ, nó, trời. Nó phù hợp. Thiết kế tối giản mà sang mà đẹp giống như là đồ của Apple, iPhone vậy đó. Apple, Apple. Và ở đây lại bật lại cái điện tiêu cực tím cho con đúng rồi. À đây đây mẹ Nga bật cho mọi người. Đấy, tiêu cực tím các bạn thấy không ạ? Đấy, rất là dễ thương đấy. Con đang định nhờ mẹ Nga nhấc cái nóc lên cho mọi người xem. À đâu đâu đâu. Đây, sếp sếp kéo ra hộ con tại con đang cầm cho con nhấc. À vậy hả? À nào. Đây. Sếp Nga sợ nhấc máy đấy. Không, máy của con này con làm nó quen hơn. Đây. À. Kéo ra đây. Dạ, đây đây đây. Không phải nấu các bạn. Cô Hồng Liên mà đang mê quá. Đó. Đây cái này. Con có nhấc không? Con nhấc lên không? Dạ mình thích thì mình nhấc lên thôi thì đây, mình tắt đi đã. Dạ. Thôi khỏi nhưng mà đây nhá. Đây là bao giờ mà cái đèn này nó cam đây. À. Chính là lúc mà đỏ đó các bạn, đỏ dạ. Tức là cái đấy là mình phải thay cái lõi lọc nữa. Dạ, chính đấy. Xác. Còn các bạn thấy cái dạ. Ô chết cái này. các bạn thấy cái đèn ở đây này, nó gắn vào trong cái máy này. Chứ nó không phải nằm ở trong cái lõi. Đúng. Còn đây là cái lõi mình nhấc lên thôi. Đúng rồi. Đấy, nó tiện không các bạn? Yeah, quá quá sao? Tuyệt vời ha. Đây, tôi hướng dẫn hết. Dạ, nhưng mà tiếng Anh. Không có gì đâu. Cái này lắp siêu dễ vô địch. Phương thậm chí là đã làm một cái video hướng dẫn lắp rồi. Rất đúng là rồi. Nhanh để rồi. Để chiếu lên cho các bạn coi. Ừ. Dạ, đúng rồi. Rồi con đẩy vô. À, đôi khi có thể là mọi người sẽ tự hỏi là tại sao phải mua cái máy này? À. À, trên thị trường nó sẽ rất là nhiều những cái máy lọc nước của các cái hãng đây, gia dụng nổi tiếng. Mặt, đúng ạ, các hãng gia dụng rất là nổi tiếng. Ừ. À, nhưng tại sao lại là cái máy này? Ừ. Thì thực ra là mỗi một hãng sẽ có cái thế mạnh riêng. Mình sẽ không có so sánh. Dạ, mình không bao giờ nói nọ nói kia hết. Đúng rồi, dạ. Nhưng mà cái công ty đối tác của mình các anh chị, một tập đoàn mà có mặt ở 50 quốc gia. Rồi có cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York của Mỹ. Ừ. Và quan trọng hơn là gì ạ? Họ là cái tập đoàn hàng đầu thế giới về chống lão hóa. Yeah. À, tất cả những cái sản phẩm dùng ngoài da của họ là số 1 thế giới rồi. Rồi những cái sản phẩm uống bên trong mà làm trẻ lại bên trong của họ đó. Cũng có một số sản tinh phẩm là lắm. Số 1 thế giới luôn. Yeah. Cái bộ mà 90 ngày làm mà lấy lại vóc dáng là số 1 tại Mã Lai và Singapore. Tên là 90 đấy các bạn. Tên là 90 đó. Ừ. Yeah. Và không những thế là gì ạ? 8 cái sản phẩm uống bên trong của công ty mình. Trời, là nằm trong từ điển tân từ điển thế giới à. Gọi là từ điển tân dược thế giới. Ừ. À, tức là cái quyển sách tham khảo để cho những cái bác sĩ khi mà người ta kê đơn ta tham khảo cho cái người dùng á, bệnh nhân á, là người ta có thể mở quyển sách đó ra, người ta tham khảo thông tin sản phẩm ở trong cái quyển đó. Đúng rồi. À, thấy ok rồi mới kê đơn, tức là nó đủ sức để được kê đơn các anh chị. Yeah, hay lắm. Yeah. Nó cho không nên phải là thuốc tây nha. Yeah. Mà nó là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Dinh dưỡng bổ sung. Nhưng mà được đăng vào trong cái cuốn đấy, có nghĩa là nó chất lượng nó kinh khủng mới được đăng. Yeah. Mà cái này là của toàn thế giới họ xài chứ không phải mình. Đúng rồi. Yeah. Hay lắm. Cho nên là gì ạ? Nếu họ làm ra những cái sản phẩm mình uống bên trong làm cho mình trẻ ra, mà mình còn an tâm đúng không ạ? Mình uống những cái sản phẩm mà chạm tới gen của mình thì không có lý do gì mà mình không dùng cái máy lọc nước. Các bạn hôm nay tôi xin làm người đẹp bên máy lọc nước. Cô Hương còn vừa có một mẹo rất hay đó là cắm hoa mà dùng nước lọc là hoa còn tươi lâu hơn. Cô Hương mới có nghe một ngày đó. Yeah. Chúng mình dùng cách đây là 4 năm rồi. Quá tuyệt vời. Người đẹp bên máy lọc nước. Yeah. Hôm nay tôi xin làm người mẫu. Thay vì người ta là cô gái bên hoa Huệ thì đây là cô gái bên máy lọc. Không. Yeah, thì hồi nãy giờ là đã chia sẻ với cả nhà được rất là nhiều thông tin. Thật ra thông tin thì Phương nghĩ là nó nhiều lắm. Yeah. Quan trọng là cái chỗ nào xứng đáng để mình đặt niềm tin thôi. Phương có những người bạn là cũng đi du học bên Anh về với Phương. Và hôm bữa Phương mà trong đợt giãn cách á, xuống cửa hàng tiện lợi này, thấy họ mua mấy trăm ngàn tiền nước đóng chai và cứ thế là vác lên nhà. Phải mượn cả xe đẩy cút kít lại, tại vì nó nhiều quá. Phương ngày xưa. Yeah. À, và Phương hỏi là trời, sao anh không mua cái máy lọc nước? Thì anh nói là ô, cái thông tin nó quá lộn xộn. Nhiều quá. Dạ, yeah, máy lọc nước gì mà vài triệu cũng có, rồi vài chục triệu cũng có. Cuối cùng bây giờ không biết tin, không biết cái nào tốt. Tin cái người bạn mình ấy các bạn. Yeah. Cái người bạn mình nó dùng rồi thì mình cứ thế mình dùng. Chính nhiều xác. Lắm. Yeah. Yeah. Và thứ hai đó là ví dụ như là cái công ty mà thương hiệu chúng mình đã dùng 9 năm nay. Và rõ ràng cả nhà mình là trẻ ra theo thời gian, đẹp hơn tuổi thật. Đó. Thì đó là cái lý do vì sao mà chúng mình đặt cái niềm tin vào đây. Và đặc biệt những người khó tính nhất còn mà khen nước ngon thì Phương nghĩ là không có gì phải nghĩ. Đó. Thế thì anyway rất là mong là với những cái thông tin chia sẻ ngày hôm nay, cả nhà có thêm được cái niềm tin để chúng ta lựa chọn thêm. Và Phương nghĩ rằng là cái thời điểm này là chắc chắn phải có một cái máy lọc nước trong nhà thôi. Chắc chắn các bạn. Thì không những là nó tiết kiệm mà nó còn nhanh chóng cho tất cả chúng ta nữa. Nhá.